Chào mừng mọi người đến với video clip tiếp theo của mình. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật giá dòng Lux SA, chiếc SUV 7 chỗ của VinFast. Thì chương trình mới này sẽ bao gồm cụ thể như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người xem qua video clip ngày hôm nay nhé. Trước khi vào phần chính của video, mình muốn giới thiệu với mọi người, đây là chiếc Lux SA bản bay với ngoại thất màu đen. Thì ở phần đầu tiên mọi người có thể thấy được đây là về cụm đèn LED của xe với dãy LED định vị đặc trưng của VinFast. Và ở đây có một điều đặc biệt là chiếc Lux SA bản bay này đã được thay cái phần lưới tản nhiệt theo dạng xe V8 Resident. Thì nếu mà mọi người có đang thích về cái lưới tản nhiệt dạng này thì cũng có thể gọi đến mình để mình tư vấn và về mức giá cho cái sản phẩm này nhé. Bây giờ mình sẽ tiến qua phần thân xe. Thì qua khu vực thân xe, đập vào mắt mình ngay chính là việc xe được trang bị cái mâm với kích thước 19 inch dành cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giữa, và kích thước 20 inch dành cho phiên bản full. Thì với việc trang bị kích thước mâm tới 20 inch của bản full thì như vậy mình chạy mình phải quan sát và để ý, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc là cái vỏ xe mình có thể bị hư hại nếu bị cấn vỏ này nọ. Thì cái phiên bản với kích thước 19 inch của bản tiêu chuẩn và bản giữa sẽ phù hợp cho đường đô thị ở Việt Nam hơn. Bây giờ mình sẽ tiến qua phần trung tâm của xe, phần giữa xe. Thì ở đây khu vực của bản bay thì chúng ta sẽ không có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, gương tối màu và đường viền mã chrome ở trên kính. Thì ở trên bản giữa là bản plus và bản full sẽ có những tính năng này, còn ở phiên bản bay thì mình sẽ không có. Bây giờ mình sẽ tiến vào phần đuôi xe. Thì phần đuôi xe cũng là nét đặc trưng, chính là chúng ta sẽ có được cái dãy đèn LED định vị. Đây chính là việc nhận dạng thương hiệu dành cho xe VinFast. Dù là buổi tối hay là ban ngày, khi mà bật dàn đèn này lên thì nhìn từ xa mình có thể quan sát được đây chính là xe VinFast. Đối với bản bay thì phần cốp của chúng ta ở phiên bản tiêu chuẩn sẽ là cốp gơ, còn đối với phiên bản giữa và phiên bản cao cấp thì sẽ là cốp điện. Có một yếu tố ở đây mình muốn nhắc đến là việc xe VinFast Lux SA sẽ không có cái mâm âm lớp dự phòng. Thì bù lại thì VinFast họ sẽ trang bị cho chúng ta là bơm điện và chai vá vỏ. Cùng với đó là VinFast sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng là cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành. Có một yếu tố mà mình muốn nói đến ở đây đối với bản full là việc chúng ta sẽ là xe hai cầu, còn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giữa thì chúng ta chỉ là xe một cầu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phần nội thất của xe, xem sơ qua một vài tính năng đặc biệt mà xe Lux SA sẽ có những cái yếu tố nào nhé. Mình mời mọi người vào trong xe. Bước vào không gian nội thất của Lux SA thì mình sẽ nói những cái vài tính năng đặc biệt. Đầu tiên là đối với bản bay và bản giữa là bản plus thì chúng ta sẽ được trang bị bộ ghế da Thái Lan cùng với việc ghế chỉnh điện 4 hướng và 2 hướng trục cơ. Nhưng đối với phiên bản full thì chúng ta sẽ có ghế da nắp 3 và được tùy chọn màu nội thất bao gồm màu nâu da bò, màu nâu đen như ở đây và màu kem. Ngoài ra thì với bản full, ghế chỉnh điện của chúng ta sẽ là 12 hướng, trong đó có 8 hướng chỉnh điện và 4 hướng phòng lưng. Kết hợp với màn hình trung tâm giải trí rất là lớn cùng với những tính năng an toàn mà Lux SA đem đến thì mình tin là chiếc SUV 7 chỗ này sẽ đem lại một cái cảm giác lái và trải nghiệm rất tốt cho tất cả những mọi người đang quan tâm. Và xe sẽ được trang bị một cái khối động cơ 2.0 với cái công suất là 228 mã lực cùng với hộp số tự động 8 cấp của ZF. Cần số điện tử, đây là một trong những tính năng và những cái đặc trưng mà của Lux SA đang có. Thì với cần số điện tử dạng này, chúng ta chỉ việc gạt số thì xe cái cần số sẽ vẫn quay về đúng vị trí ban đầu. Thì đây thường là trên những dòng cao cấp mới có mọi người nhé. Thì phía sau cái phần không gian nội thất phía sau của xe thì sẽ được trang bị tất cả cửa gió cho tất cả các hàng ghế, cổng sạc USB, và chúng ta sẽ có thêm cái cổng sạc dành cho laptop 230V. Thì đây là những cái tính năng không thể thiếu trên dòng Lux SA.
Và đối với bản full mình cũng xin nhấn mạnh lại là bản full chúng ta sẽ là xe hai cầu, trong khi hai bản tiêu chuẩn và bản giữa chỉ là xe một cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chính của video, chính là phần giá xe sẽ hấp dẫn như thế nào trong chương trình tháng 6 này. Mình mời mọi người xem tiếp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần giá xe Lux SA trong tháng 6 này sẽ như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giá xe đối với phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản kế bên mình đây. Thì xe sẽ lăn bánh tại khu vực ở tỉnh, xong hết tất cả các khoản phí sẽ là 1 tỷ 107 triệu, và ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 126 triệu. Còn đối với phiên bản Lux SA bản giữa hay là bản Plus thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 208 triệu, và lăn bánh ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 227 triệu. Lux SA bản full thì lăn bánh ở tỉnh là 1 tỷ 380 triệu, và lăn bánh ở Hồ Chí Minh là 1 tỷ 399 triệu. Lý do vì sao cái mức giá của Lux SA lại tốt như vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đó là việc trong tháng 6 này Lux SA bản bay sẽ được giảm thêm 80 triệu thay vì mức giá niêm yết là 1 tỷ 226, thì mình được giảm 80, thì giá xe chỉ còn lại là 1 tỷ 146 triệu. Phiên bản Lux SA bản Plus sẽ được giảm 60 triệu cùng với bản full, thì giá xe bản Plus là 1 tỷ 298 triệu, sẽ chỉ còn là 1 tỷ 238 triệu. Còn Lux SA bản full 1 tỷ 451 triệu, chúng ta giảm được 60 triệu thì chỉ còn là 1 tỷ 391 triệu. Mình tin rằng đây là một mức giá rất hấp dẫn dành cho tất cả những quý khách hàng đang quan tâm về một chiếc xe gầm cao 7 chỗ được trang bị rất nhiều những tính năng và công nghệ hấp dẫn và xịn sò như là Lux SA. Nếu chúng ta áp dụng vào cái voucher 200 triệu như mức giá hồi nãy mình kể trên thì thật sự Lux SA đang là một chiếc xe với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả quý khách hàng đang quan tâm. Bây giờ mình sẽ đến với phần giá xe khi mà chúng ta mua qua ngân hàng thì nó sẽ như thế nào và mức giá hấp dẫn nó ra sao. Thì đầu tiên là Lux SA bản bay mình đưa trước ở tỉnh chỉ có là 102 triệu. Đây là một mức giá đã bao gồm tất cả các khoản phí và luôn cả bảo hiểm thân xe. Còn với Lux SA mà bản bay đưa trước ở Hồ Chí Minh sẽ là 121 triệu, và chúng ta sẽ được vay trong thời hạn là 8 năm 96 tháng, và số tiền đóng tháng đầu tiên là 17 triệu 2. Còn Lux SA bản Plus mình đưa trước ở tỉnh sẽ là 124 triệu, và đưa trước ở Hồ Chí Minh sẽ là 143 triệu, và số tiền mình đóng tháng đầu tiên chỉ có là 18 triệu 6. Còn Lux SA bản full ở tỉnh mình đưa trước là 164 triệu, và ở Hồ Chí Minh sẽ là 183 triệu, số tiền mình đóng tháng đầu tiên chỉ là 20 triệu 898 ngàn. Và qua những cái giá mình chia sẻ vừa rồi thì mình tin rằng đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn và ưu đãi dành cho tất cả những quý khách hàng đang quan tâm về Lux SA. Chúng ta đang có một cái kinh doanh, một nguồn thu nhưng mà không chứng minh được, thì bên Khải sẽ có ngân hàng để hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng đang quan tâm cũng như muốn mua xe này. Còn nếu mình đang có một cái nguồn thu và một cái chứng minh thu nhập rất rõ ràng, và chúng ta đang có hợp đồng lao động này nọ, thì mình sẽ có những cái ngân hàng hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng với cái lãi suất cực kỳ hấp dẫn và có thể vay cố định trong suốt thời gian mình vay luôn. Thì mình tin rằng cái mức giá mà Lux SA trong tháng 6 này sẽ là một mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả mọi người đang quan tâm về giá xe. Và chưa kể đây là mức giá của xe 2021 nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip ngày hôm nay. Nếu mọi người đang có nhu cầu mua xe, hãy gọi ngay tới số hotline của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.